Đám cưới Hồ Bích Trâm tại thành phố Hồ Chí Minh, cô dâu chú rể tình tứ, Phương Trinh Jolie, Fuka và dàn sao quy tụ. Chiều ngày 19 tháng 6, Hồ Bích Trâm đã tổ chức tiệc báo hỷ cho bạn bè, người thân tham dự tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 4 năm 2021, Hồ Bích Trâm tổ chức lễ cưới hoành tráng ở quê nhà, chính thức nên duyên với ông xã tên Quảng Trọng. Chồng của nữ diễn viên là doanh nhân, lớn hơn cô 7 tuổi và không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đám cưới tại quê nhà, cả hai dự định sẽ tổ chức tiệc cưới tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đến chiều ngày 19 tháng 6, cặp đôi đã tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng nhưng vẫn đầy năng lượng, hào hứng để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Chia sẻ với chúng tôi, Hồ Bích Trâm cho biết sẽ có một tiết mục hát đặc biệt của ông xã để đón cô vào lễ đường. Ngoài ra, váy cưới của Hồ Bích Trâm cũng phải sửa lại vì hiện tại mẹ bầu đã tăng hơn 6kg so với năm trước. Cô dâu mới sử dụng toàn bộ hoa tươi để trang trí lễ cưới, đội ngũ ekip hơn 20 người đã thực hiện trong suốt 2 ngày qua. Hồ Bích Trâm có mặt tại nơi tổ chức lễ cưới từ sớm, cô dâu lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt bên chiếc váy được thiết kế riêng. Do số đo của nữ diễn viên có thay đổi do đang mang bầu nên nhà thiết kế đã điều chỉnh phù hợp. Sau một năm tạm hoãn do dịch bệnh, giờ đây Hồ Bích Trâm mới có thể bước vào lễ đường cùng ông xã doanh nhân. Toàn bộ 6.000 bông hoa bách hợp được sử dụng trong đám cưới của Hồ Bích Trâm đều được chọn lựa kỹ lưỡng, do ekip chuyên nghiệp lên ý tưởng và thực hiện suốt nhiều ngày qua. Toàn bộ đám cưới của Hồ Bích Trâm có màu trắng chủ đạo. Vào chiều ngày 19 tháng 6, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa to nhưng nhiều quan khách, sao Việt vẫn có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.